Đây là sau khi mọi người nhận máy được nha, mọi người mở ra, mọi người quay video giúp em nha. Và khi mà mọi người nhận máy được thì mọi người sẽ nhận được như này, một cái ống hút này, thân máy này, đây ống hút, cái này là ống nối qua nha. Mình sẽ có hai ống như nhau. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta. Cái thân máy này thì em đã từng dùng rồi nha, nên là nó sẽ có hơi một chút bụi trong đây. Đây, đầu chải này, đây là cái đầu hút lớn. Còn về lắp ráp máy nha, thì mọi người chú ý này, ở đây nó sẽ có một cái khớp, mình sẽ đây ở cái ống này này, ống dẻo này nhá. Cắm ở đây nó có hai cái thanh này, khớp này mình cắm vào và mình xoay lại, mình vặn lại nhá, vặn ngược chiều kim đồng hồ lại, đây sẽ rất là chắc này, mọi người coi, kéo không hề bị tụt ra đâu nhá. Tiếp theo là đến ống này, mình có thể cắm cái đầu này được, mình có thể cắm các đầu này vào hoặc là mình có thể cắm dài ra nha mọi người. Rồi cắm vào đây. Đây. Còn cái ống này thì cũng tương tự như cái ống này nha mọi người ơi. Và mình còn có đầu hút nữa. Đây. Đó là đầu hút đầu chải này, thì mình sẽ dùng để chải những cái chỗ mà kiểu bụi nó bám lâu ngày ấy, thì mình sẽ cần chải ra để cho nó tơi ra bụi ra để mình hút cho dễ dàng nha mọi người ơi. Đây là về phần lắp đặt máy khi mà nhận được. Còn khi mở nha, mọi người chỉ cần vặn lại thuận chiều kim đồng hồ. Vặn thuận chiều kim đồng hồ rồi mọi người rút ra. Một phần nữa là dây điện nha. Máy này thì có một số khách hàng hỏi mình là không biết là sạc pin hay là cắm dây thì ở đây này. Ở sau này có một cái dây điện nha, mọi người rút dây điện ra. Dây thì sẽ rất là dài. Mọi người cứ rút ra hết cỡ. Đến khi mà kiểu mọi người muốn thu lại ấy, thì mọi người chỉ cần rút ra. Sau đó mọi người rút ra dây dựng cực kỳ dài nha. Muốn thu lại này, mọi người nhấn vào nút này. Trước tiên là phải để cho nó đỡ rối nha mọi người. Thì nó mới rút lại. Nhấn liên tục vào nút này thì dây sẽ thu lại cho mọi người nhé. Đây là tháo bộ lọc ra nha, có một nút ấn ở đây, mọi người nhấn vào. Vệ sinh cực kỳ dễ dàng nha.